Xin chào mọi người. Hiện tại thì Phương Anh đang ngồi trên chiếc xe mà mình vừa mới lấy. Và đây là em Carnival lớp 2022. Thì thật sự là thực tế là cái con xe này ấy, Phương Anh mục đích Phương Anh mua là bởi vì là để đi tỉnh và đi gặp đại lý cũng như là để đưa đón đại lý. Tuy nhiên thì ông xã về thì cũng có thay đổi hết toàn bộ cái nội thất của bên trong xe. Và mọi người có thể nhìn thấy đây là những cái nội thất đã được thay đổi toàn bộ. Bên trong ghế thay đổi, vô lăng thay đổi, rồi trần đèn sao, rồi cũng không biết được nữa. Nhưng mà có rất là nhiều thứ thay đổi. Và đặc biệt là có cái chữ logo Thái Phương Anh nữa, Phương Anh rất là thích. Và mỗi một cái ghế thì sẽ có một cái gối tựa lưng như thế này. Và đây mọi người có thể nhìn sàn của nó là sàn carbon rất là đẹp. Và cái này thì có thể sáng được lên chứ? Thái Phương Anh này có thể sáng được lên rồi ạ. Và mọi người có thể thấy là đây là chiếc đèn. Chiếc đèn này đều là nhập khẩu hết mọi người ạ. Rất là đẹp luôn. Và khi tắt cái đèn này đi thì sẽ có đèn sao nhé mọi người nhá. Tắt cái này đi là sẽ có đèn sao. À, chiếc xe này thì ngồi rất là rộng rãi và thoải mái mọi người ạ. Thực ra thì cũng là để đưa đón bố mẹ đi đi chơi, đi nghỉ ngơi. À, đây là trần da lộn. Trần da lộn tất cả đều là da lộn hết. Còn lại bọc lại hết toàn bộ đây mọi người ạ. Tất cả mọi thứ bọc lại. À bây giờ Phương Anh mới bóc tem đây mọi người ơi. Cái này có bóc vào. Dạ, bóc tem, cái tem có bóc. À, đó. Mình bóc cái này ra. Một cái tinh luôn. Đây nữa này mọi người. Cái cánh cửa này nó cũng rất là đẹp đúng không các bạn. Em này là em được độ cá nhân hóa theo sở thích của chủ nhân. À, thật sự rất là biết ơn chồng của Phương Anh. À, rất là tuyệt vời, rất là tâm lý và biết là Phương Anh là một người rất là yêu cái đẹp và biết là mọi người cũng rất là thích cái đã làm cái gì thì phải thật sự chỉnh chu và chuyên nghiệp và một người rất là chu đáo, nên là tất cả mọi thứ anh ấy làm ấy thì một chi tiết nhỏ thôi cũng không được lỗi nhé mọi người ạ. Một chi tiết nhỏ thôi cũng được lỗi, mà chỗ nào mà cảm thấy là không hài lòng là sẽ yêu cầu làm lại hết. Và tất cả toàn bộ chiếc xe này đều được độ lại hoàn toàn mới, đặc biệt là nội thất nhé mọi người nhá. Và mọi người có thể là thấy nóc màu đen cũng được dán rất là cẩn thận đó. Và thực sự rất là biết ơn chồng của Phương Anh, rất là biết ơn.